Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm New Zealand, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã tiếp Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế và các cộng đồng dân tộc Melissa Lee và Bộ trưởng Bộ Giáo dục New Zealand Penny Simon. Tại cuộc tiếp Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế và các cộng đồng dân tộc Melissa Lee, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị New Zealand tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại New Zealand trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, dịch vụ lưu trú. Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp New Zealand đầu tư vào Việt Nam trên các lĩnh vực New Zealand có thế mạnh như nông nghiệp sạch, quản trị rủi ro, thiên tai, năng lượng tái tạo. Phấn đấu tăng gấp đôi đầu tư hai chiều trong thời gian sớm nhất. Tại cuộc gặp Bộ trưởng Bộ Giáo dục Penny Simon, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu rõ, Việt Nam nằm trong top 3 nước ở khu vực Đông Nam Á về số lượng học sinh sinh viên theo học tại New Zealand. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ trưởng Penny Simon tiếp tục duy trì và tăng số lượng học bổng của chính phủ New Zealand dành cho du học sinh Việt Nam hàng năm, tạo thuận lợi hơn về chính sách visa để công dân hai nước giao lưu, đặc biệt là cho học sinh sinh viên Việt Nam sang học tập tại New Zealand, tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các cơ sở giáo dục hai nước và thúc đẩy hợp tác giữa các trường phổ thông của Việt Nam và New Zealand.